Chuyện rùng rợn cuốn sách y học bọc da người Những câu chuyện rùng rợn xoay quanh cuốn sách y học bọc da người luôn khiến nhiều người thấy lo sợ và ám ảnh. Mở đầu cuốn sách y học bọc da người phải nhắc tới cô gái trẻ Mary Lynch. Mary Lynch, 28 tuổi, bất ngờ mắc bệnh lao và được đưa vào bệnh viện Philadelphia, Amsau, một bệnh viện dành cho người nghèo của thành phố. Trong thời gian trị bệnh thì bệnh của cô không thuyên giảm mà mắc thêm chứng nhiễm ấu trùng sáng ký sinh. Kết quả cho việc bệnh dùng bệnh này là cái chết không lâu sau đó. Và chuyện bắt đầu xảy ra khi một bác sĩ khám nghiệm tử thi tên là George Stockton, ông khám nghiệm tử thi của Marilyn ngay trong thời điểm ông tìm được một cuốn sách về giải phẫu sinh sản con người khá nhầu nát, bìa tách rời. Và dưới tầng hầm bệnh viện ông suy nghĩ và quyết định lấy da đùi của tử thi Marilyn đắp vào bìa của cuốn sách đó. Và từ đó thì người ta gọi đây là cuốn sách bọc da người gắn với câu chuyện kinh dị. Hiện cuốn sách này đang được lưu giữ tại bảo tàng Muster của trường cao đẳng Y khoa Philadelphia và cũng là một trong số những cuốn sách y học bọc da người rùng trợ nhất từng được lưu trữ. Cuốn sách này gây tranh cãi mạnh mẽ nhưng mọi thứ đều khó để mà xác minh lại vì câu chuyện được cho là diễn ra ở thế kỷ thứ 16 có quan điểm cho rằng cuốn sách được bọc bằng da cừu hoặc là da bò chứ không phải là da người như mọi người vẫn hay đồn đại tuy nhiên thì mọi vấn đề xoay quanh cuốn sách này vẫn chưa sáng tỏ nhưng phần lớn càng cũng tin rằng đây là cuốn sách bọc da người thật như viên bảo tàng muster chia sẻ theo giáo sư hóa học richard hart tại trường cao đẳng juniata ở huntington pennsylvania tôi thấy và biết nhiều cuốn sách bọc da người do chính tay các bác sĩ đã làm ra biết là cách làm này rất kinh dị nhưng đó là cách họ khẳng định tên tuổi của họ trong cuốn sách đó, để lại một sản phẩm y học cổ được nhiều người biết đến từ xưa cho đến bây giờ nên có thể thông cảm được. Trong quá khứ thì vào khoảng tháng 8 năm 1632 thì một người đàn ông có tên là Jonas Brand hân hoang nói rằng ông được tặng một cuốn sách bọc từ da đức vua M. Bessa. Các chuyên gia khảo cổ đã tiến hành nghiên cứu cuốn sách này và kết quả cho thấy nó được bọc bằng da cừu chứ không phải là từ da của nhà vua giáo sư hóa học Richard Ha cùng với nhóm do mình dẫn đầu đã nghiên cứu tổng cộng 30 cuốn sách bột da người nổi tiếng và bằng phương pháp phân tích ADN, mẫu da, sinh hóa enzyme. Kết quả cho thấy 16 cuốn sách được xác định thành công và hoàn toàn bột da cừu, chứ không phải là da người như truyền thuyết đồn đại. Các cuốn sách còn lại thì vẫn đang trong quá trình phân tích xác minh và gặp rất nhiều khó khăn. Có nhiều quan điểm về các bác sĩ cũng như là các cuốn sách y học bọc da người. Tuy nhiên thì đó chỉ là những tin đồn truyền miệng và chưa có những chứng cứ xác minh rằng những chuyện ma quái này là có thiệt. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.